Selena nảy ra cái chủ đề Dynasty. Chúng ta dùng cái chữ Dynasty, chúng ta dịch là một triều đại hay là vương triều như cháu nói. Nhưng đi vào gọn á, thì ở đây chúng ta muốn nói đến một cái triều đại hay là một cái nhà đóng góp cho văn nghệ Việt Nam hải ngoại. Chẳng hạn như gia đình Thuy Nga, gia đình Asia của nhạc sĩ Anh Bằng hay là gia đình Phạm Duy, thì chúng ta gọi là những gia đình đó coi những cái tiểu vương đã đóng góp cho văn nghệ Việt Nam.